Xin chào quý vị và các bạn, Kia Carnival hay còn gọi là Carnival mới ra mắt cách đây không lâu và mình đã có một cái chương trình giới thiệu rất là nhanh về cái sản phẩm này. Và trước mắt quý vị các bạn hôm nay là chiếc xe của chính người bạn của mình ở trong Sài Gòn khi bạn biết mình bay vào trong này và có một ngay một cuộc hẹn là quay rất nhanh để chia sẻ giới thiệu với quý vị và các bạn Kia Carnival. Những cái điều đặc biệt ở đây nó lại là bản máy 3.5. Cái bản này hôm mình có chia sẻ về cái mức giá bán là 1 tỷ 839 triệu. Nó cao hơn với các cái bản máy dầu cao cấp nhất hơn 500 triệu. Thì có lẽ là đây là một sản phẩm tương đối là kén khách với cái cấu hình động cơ như thế này. Thường thì những cái dòng xe như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái máy dầu. Nhưng mà đấy là cái quan điểm của mỗi người thôi. Với bạn mình thì luôn chưa bao giờ chạy máy dầu và đã mua là phải mua máy xăng. Và chiếc xe này cũng không phải là chiếc xe đầu tiên, mà phải nói là chiếc xe thứ N. Và chiếc xe, trước mắt quý vị và bạn, nó có một số cái thay đổi do chính người bạn của mình thay đổi để phù hợp với cái sở thích. Thứ nhất là logo mới ạ. Đó. Thứ hai là đây, các cái viền mép mạ chrome sáng thì bạn đã sơn thành màu đen hết, chuyển sang thành black version. Đây các cái chi tiết này đều được sơn màu đen. Mình xin phép đặt cái ảnh ngay bên cạnh để mọi người có thể hình dung. Có nghĩa là gì? Ở đây thì mình xin chia sẻ rằng bây giờ anh em người Việt chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, thậm chí là có thể cá nhân hóa chiếc xe cho chính sở thích của bạn. Thứ hai ấy là cái phần thanh gió nóc này bạn cũng đã sơn thành màu đen. Cái này là cũng rất hợp với ý của mình. Mình cũng thích cái phong cách black version. Bộ mâm này cũng sơn màu đen. Đó. Còn những người mà thích nó sáng hơn một chút thì có thể là chọn đen mờ hoặc là phay cho nó sáng hơn. Mình chỉ tiếc một chút ấy, nếu như cái phần này có một cái giải pháp cho thành đen mờ luôn hoặc đen bóng kiểu như thế này, full black version. Đối với cái sản phẩm Kia Carnival này thì cái chiều dài tổng thể nó hơn 5m1 và trục cơ sở nó là khoảng hơn 3m1. Có nghĩa là mình cứ hình dung nó bằng một chiếc 7 hoặc một chiếc S. Tuy nhiên cái công năng của nó thì nó chở được rất nhiều người và cái không gian phía trong nó rất là rộng. Hơn nữa là cái mức chi phí là gì? Nó cũng rất là hợp lý. Nếu chúng ta so sánh về cái công năng, hơn là cái yếu tố gia đình, cả nhà đi trong xe này cuối tuần, nói thế vui lắm. Bạn mình kể đi mấy chuyến đi xa rồi. Và cũng rất vui là mình cũng có chia sẻ vài dòng xe thì bạn cũng có mua về sử dụng một thời gian. Thực sự những cái quan điểm của mình như này này, đã chia sẻ về một dòng xe thì nó cũng chỉ khớp với bạn may ra được khoảng 60-70% thôi. Đấy là cái thông tin thật, bởi vì cũng như lấy một người vợ thôi, vợ bạn khác vợ mình, tuy nhiên cùng là giới nữ cả nhưng là tính cách sở thích khác nhau. Đấy, cho nên là vợ hai cũng quan điểm như vậy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là có một cái sự thay đổi. Nếu như Kia Carnival thì bạn sẽ thấy cái đường led này nó chạy hơi ngoằn ngoèo một chút, thì bạn mình cũng đã thay đổi nguyên thành cái đèn, bộ đèn khác rồi, nó liền mạch hơn. Thì cái phong cách này là những cái phong cách của những chiếc xe hiện đại của Đức, thậm chí là những cái mẫu Tesla. Thì mình cũng rất ưng cái thiết kế này và đánh giá cao. Hơn nữa là bạn cũng dán cho cái phần này nó hơi đen mờ đi một chút thì cũng đẹp. Đó, các bạn sẽ thấy các chi tiết này, sơn đen. Dòng Carnival này dù mức giá bản cao cấp nhất máy dầu hơn 1.4 tỷ, bản máy xăng 3.5 này là hơn 1.8 tỷ, nhưng vẫn mua. Bởi vì đến một cái lúc nhu cầu của mình nó không phải chiếc xe thứ nhất mà còn chiếc xe thứ hai, còn chiếc xe thứ ba. Cũng như một ngôi nhà, bạn có một ngôi nhà thứ nhất rồi, bạn sẽ có muốn có ngôi nhà thứ hai, sẽ muốn có ngôi nhà thứ ba. Nhưng nếu bạn cưới vợ ấy thì bạn cưới một cô thôi, còn các vợ hai, vợ ba cứ cái dòng này mà chơi này, lành cực. Ok. Thường thì những chiếc Kia Carnival này ở các cái bản thấp thì nhu cầu sử dụng sẽ là kinh doanh vận tải, cho thuê, chạy công ty nước ngoài, đưa đón sân bay vân vân, rất nhiều nhu cầu. Nhưng mà những người mà có cái nhu cầu cho gia đình thì rất là mong muốn chọn những cái bản cao. Mặc dù chiếc xe này hôm nay bạn mình đúng ra phải có mặt ở đây để chia sẻ thêm, bởi vì không gì bằng chính những người sử dụng chia sẻ cho quý vị và các bạn. Nhưng hôm nay bạn bận, chính vì vậy cho anh tài xế gửi về đây hẹn đúng 3 giờ và bây giờ 3 giờ chuẩn bị máy có mấy phút, bây giờ 3 giờ 20 đã nói được một series rồi. Rồi quay trở lại cái nhu cầu cho gia đình thì thực sự đây là một chiếc xe tuyệt vời. Thì cái không gian sử dụng này này thì nó rất là rộng. Đây các bạn có thể nhìn, mình cũng xin phép lộ đồ cá nhân của bạn một chút. Đây, các bạn xem. Thì nếu như mình trồng những cái đồ cao lên đây, đồ câu, đồ gôn thì nó xếp một đống. Và bây giờ cái nhu cầu của những chiếc xe Kia Carnival
Anh em nhiều khi đi xa mà chơi bộ gôn yêu thích ấy, thì thường thuê một chuyến có lái xe đi và như vậy nó rất là nhàn. Đấy là tại sao những cái dòng này nó vậy. Gia đình được, kinh doanh cũng được đó. Các cái vị trí chứa đồ rất là nhiều. Và nếu như chúng ta gập cái sàn này thì nó phẳng lì. Và cái cách làm xe của người Hàn Quốc thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Bây giờ tất cả ở đây đều có những cái gì, những cái đầu điện áp 12V để cắm thêm các cái thiết bị bạn đấu ra với các đồ dã ngoại, sạc pin rồi vân 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 vân, thì nó cũng rất là tiện. Thì cái thiết kế của Kia thì trong nhiều năm gần đây thì theo cái phong cách là hình mũi hổ, những cái chi tiết này bóng bóng bóng, và đèn thì là đèn LED hết. Mình rất ưng cái cường độ sáng cũng như cái vùng chiếu sáng của LED. Bởi vì sao? Nếu như các bạn hình dung nhá, thì đây này, thì đây là tổng là 4 beam cho một bên, tổng là 8 beam, 2 beam chiếu xa và 2 beam chiếu gần, và tất cả là dùng project. Project thì bao giờ cái khả năng hội tụ ánh sáng để nó đưa ra phía xa thì bao giờ cũng tốt hơn chóa phản xạ. Đây là nhận diện, đây là này hơi lỏng ngoặc. LED gầm. Thì nếu mà chúng ta hay đi đường xương ấy thì cũng nên cân nhắc một cái điều là LED gầm là nên ánh sáng vàng, nó khoảng 4.500, 4.700 gì đấy thì chúng ta phá xương rất là tốt. Thì đây đây là cái máy V6 Smart Stream, cái thân máy bằng nhôm. Cái máy này là 268 mã và 331 Newton-mét cực đại, nhưng ở vòng tua nó khá là cao, 5.000, bởi vì nó không dùng turbo cho nên là cơ hội có ở vòng tua thấp và cái moment cực đại nó hơi khó. Nhưng mà đây là một chiếc xe thiên hướng về gia đình, mình không kỳ vọng quá về cái sự tăng tốc nó phải dán linh vào ghế hay như thế nào, mà nó thiên về cái làm sao để có thể hoạt động một cách êm ái nhất. Và đối với những chiếc xe đắt tiền hơn thì những cái nắp capo này thường họ sẽ cố gắng làm bằng hộp kim nhôm. Tuy nhiên những cái điều đấy nó cũng sẽ tăng thêm chi phí. Vấn đề mình nghĩ không phải người Hàn không làm được, mà vấn đề ở đây là bài toán chi phí và sản phẩm. Mỗi doanh nghiệp thì đều phải làm ra sản phẩm, đương nhiên họ sẽ phải có lợi nhuận, và có lợi nhuận thì mới tiếp tục làm ra sản phẩm được, chứ còn chỉ làm mà lỗ thì chỉ có cái nịt mà ăn rồi. Chìa khóa cũng tương tự như chìa khóa của Sorento, tuy nhiên là ông này cũng đúng là cái màu mình thích, có khá nhiều điểm tương đồng. Để nổ từ xa, những cái tính năng này bây giờ nó quá là cơ bản rồi. Đây là gói hỗ trợ an toàn lái cao cấp, bao gồm camera và cảm biến radar. Thì khi lắp biển thì mình nên lắp biển dài, biển vuông thì dễ bị che mất cái cảm biến này, thì nó sẽ không đọc được cái khoảng cách. Camera để ghi nhận vật thể, hình ảnh, cảm biến để đo khoảng cách. Hệ thống treo chiếc xe này thì không có gì đặc biệt, rất là cơ bản thôi. Treo trước MacPherson, treo sau là đa điểm. Cửa điện ạ. Mình sẽ ngồi bên vị trí bên kia để các bạn có thể quan sát một cách tốt nhất. Đây, mở này ra. Đây, có một cái cửa sổ trời ở trên này. Mình cũng có thể mở ra được. Đó. Được chưa? Trần màu trắng này thì mình nên giữ một chút. Tất cả ánh sáng là mình cũng thích trên các dòng Kia là ánh sáng LED, nó rất là mềm. Đó. Một cái nữa là để mà khi vào ấy thì mình có thể đóng cửa bằng hai cách. Mình có thể kéo ở đây. Rồi. Hoặc mình có thể bấm ở nút này. Đó. Hoặc bác tài thì có thể bấm bằng cái hệ nút ở ngay dưới phía bên trái dưới vô lăng. Đó. Và đương nhiên rồi, những chiếc xe này thì sẽ phải có chống kẹt. Rất nhạy, rất nhẹ. Bởi vì sao? Nếu như bạn hình dung này này, con mình, bố mẹ mình bước lên thì lỡ mà kẹt mà nó hít mạnh quá thì nó sẽ rất là đau. Mình đánh giá là cái chống kẹt của cái này khá là tốt. Thì đối với cả chiếc Carniva này, nó thiên về cái tiện ích cho người dùng trên mỗi hành trình. Thì các cái tiện ích mình cũng chia sẻ khá là nhiều rồi, nhưng mà lần này mình cũng xin nhắc lại. Thứ nhất là các cái ghế này, bạn có thể điều khiển ngả bằng một chạm. Đó. Đấy, hình dung mình đi xa. Mà đây cũng là sở thích của mình xác định là đi sản xuất xa ấy, đi quay những chương trình dài ấy, thì mình cũng thường sẽ thuê những chiếc xe như này đi. Lên phát là bệnh ngủ ngày. Ok. Kể cả không chỉ mình mà những người ngồi bên cạnh mình cũng thích. Cái thứ hai là cái khoảng duỗi chân này nó quá là tốt. Đây, đúng không ạ? Và bạn mình lại còn cẩn thận hơn nữa là thêm cả cái tấm đệm chân để cho đỡ mỏi. Đúng không ạ? Chân mình vòng kiềng ngắn. Những người mà chân ngắn thì cũng phải cần để cho đỡ nóng. Dì tay đầy đủ. Ok. Ghế thì là ghế đi điện. À,
có cả cái bệ đỡ này nữa này. Đây để mình xem nào. Đó các bạn này, điều chỉnh điện nhá, cái bệ đỡ điện này. Đó. Và mình cũng có thể cho xuống được này. Hệ nút bấm nó nằm ở đây. Cái ghế này, hai cái ghế này cũng có thể xoay ngược lại nhưng nó hơi mất thời gian. Và đi như vậy mình ngồi thì nó kết nối với những người ngồi hàng ghế thứ ba. Tuy nhiên nó dễ bị say xe. Chính vì vậy hôm nay mình cũng không xoay nữa. Và để tiến lùi thì bạn phải chỉnh bằng cơ. Đây hai cái nút bấm này. Đấy, định cơ. Đó, được chưa? Rồi. Và bạn có thể dịch chuyển sang trái, sang phải. Đó, đây. Nên nhớ rằng khi mà bạn dịch chuyển cái ghế này ra sát các sườn cửa thì bạn sẽ không sử dụng được tính năng ngả, bởi vì nó đã bị vướng vào phía sau rồi. Đó. Đấy, nếu mà dỗi nhau nhá. Đi chơi xa dỗi nhau. Nhưng mà ấy nhau này. Đấy, gần này. Gần này. Đấy, đáng yêu chưa? Đối với những chiếc xe như thế này thì có lẽ chúng ta không bao giờ phải thắc mắc đến các cái dàn cửa gió điều hòa phía sau, bởi vì có nguyên dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Điều khiển độc lập. Đó, có chế độ auto. Còn gì nữa không? Tay nắm cửa ở đây là có một cái móc nhỏ nhỏ. Bạn mình bảo là chiếc xe này bị thiếu một vài cái móc gì so với Sedona đời trước. Để ví dụ mình treo những bộ vét. Cái đấy nếu mà ai mà đã đi rồi thì có thể chia sẻ thêm giúp mình. Bởi vì Sedona đời trước thì cũng lâu quá rồi mình cũng không nhớ được. Thực ra để nói mà chân thành với quý vị và các bạn mà để trải nghiệm một chiếc xe hoặc là để đánh giá chính xác ấy, thì mình nên dùng nó trong vòng khoảng thời gian khoảng vài ba tháng. Nhưng mà để mà mua tất cả những cái xe đấy thì da thì là da, da này là da tổng hợp, vân nổi. Và các bạn để ý rằng bạn mình cũng rất cẩn thận. Các bạn sẽ nhìn thấy một chiếc xe này sạch đến từng gọi là mm. Bởi vì bạn cũng có tài xế cho nên cái câu chuyện chăm xe nó trở nên rất đơn giản. Và trong cái không gian nội thất này bạn sẽ thấy sự xuất hiện của một cái máy lọc khí. Đây. Đấy, rất cẩn thận. Lắp thêm vào đây, bật lên này. Đây có hai mức. Thực ra cái máy lọc khí này, cái tính năng như cái máy lọc khí trong nhà ấy, thì nó sinh ra cái khí ozone hay những cái gì ấy. Một là ví dụ mình đi ăn về, cả nhà đi ăn về đồ nướng gì, thì lên xe đôi khi mùi nó rất khó chịu. Hoặc bác nào đi uống rượu về mùi hồng xiêm đầy thì bật cái này này thì nó khử rất nhanh. Cá nhân như mình cũng rất là quan tâm đến cái không gian xe. Ở đâu thì phải là sạch. Sạch đã chứ chưa nói đến sang. Đó. Đây thì có điện áp. Đây có điện áp 12V. Các vị trí để đồ thì rất là nhiều. Bởi vì xe này hướng tới cho các cái tiện ích và không gian. Đây. Sát khuẩn, tay nhanh. Ok. Bạn cũng có ốp thêm cái màng la kim loại theo cái phong cách loa của Boommaster. Cái này là của Connecting Hub gì này. Đây. Đó. Chút nữa mình sẽ quay trên hàng ghế trên để các bạn thấy nữa. Ốp tất cả các cái màng loa. Bây giờ thì mình vào hàng ghế thứ ba nha. Xe này là bao nhiêu? 2 này, 4 này, 4 với 3. Cấu hình này là chỉ là 7 chỗ. Đó, mình sẽ đẩy cái ghế này sang. Đi lại cho nó dễ. À đẩy hết rồi. Đẩy hết rồi đấy. Rồi. Để hàng ghế thứ ba này tốt ấy, thì mình nên đẩy cái ghế này lên một chút này. Đó, thì bởi vì chiếc xe này cái trục nó dài. Thế cho nên là cũng ở hàng ghế thứ ba này thì nhìn chung là trẻ con ngồi thì thoải mái. Bởi vì đối với những cấu hình những chiếc xe Hàn ấy. Đây. Cái cấu hình ghế này, kể cả phần nệm này, như này mình ngồi thì cũng ok. Nhưng đi xa thì mình nghĩ là cũng sẽ không có được sự thoải mái nhất. Bởi vì cái độ ngả, hình như độ ngả tốt nhất nó cũng là như này thôi. Đúng không? Có vậy thôi. Đây. Kể cái này là đúng là phải có cái bệ tì tay ở đấy này. Để khi ví dụ nhiều khi không phải 7 mà 6 người mình vẫn tì được như này. Độ ngả như này nhưng mà cái chiều dài của cái nệm này này, của cái tựa lưng này này, nó là vẫn không đủ. Hay là cái nệm nó bị mỏng, bởi vì nó nhường nhiều cái không gian cho cốp phía sau. Thế kể mà nếu như cái thiết kế này này, khi cái cốp phía sau mà không dùng mình lại đẩy ra được thêm khoảng 5 phân nữa thì sẽ là ngon. Đó. Đây thì cũng có cửa gió hết này. Có rèm che nắng. Nhưng mà được cái trên Carnival thì bạn có rất nhiều các vị trí để nước này. Đây. Rồi là cổng sạc. Túi khí cũng đầy đủ hết. Rèm.
Tóm lại về các tiện ích thì cũng chả chê được. Tham lam thì mình muốn thêm không gian thôi, chả tội gì. Loa thì đâu mười mấy loa, loa Bose. Sản xuất ở đâu thì còn lâu mới nói. À, tất cả các ghế đây đều có rèm hết. Đó, có thể đi. Và thực sự là đây cũng là một chiếc xe mà mình cũng xin chia sẻ rằng là cũng là một người bạn hay xem chương trình và cũng kết nối nhau qua Zalo. Khi được biết thì đúng là chiều hôm qua mình đang làm chương trình Vivo thì bạn có hẹn qua. Bạn cũng sử dụng một chiếc xe của Đức. Thì sau đấy ngồi nói chuyện thì bạn ồ để mình đưa chiếc xe này qua để anh em có thể chia sẻ được. Nhưng mà mình cũng rất mong là một dịp nào đấy bạn có thể lên hình chia sẻ cùng với mình. Bởi vì chính những người sử dụng thì sẽ chia sẻ nó sát hơn. Thứ nhất, ví dụ như mình chỉ là tài xế ngồi ở hàng ghế trước, như vậy thì con, còn vợ, còn bố, còn mẹ ngồi ở phía sau thì sao? Có thấy biết tiện gì không? Thì đấy là tất cả những cái mà mình cũng rất mong muốn là anh em mà có những cái xe như này chia sẻ thêm. Và đây là một món quà nhỏ mà đây không giấu gì các bạn luôn, cho xem màn hình luôn này. Mình là theo trường phái là người thật việc thật, không có gì mà phải sợ cả. Có gửi Hùng Vân quà cây nhà lá vườn. Đấy, chiều nay là không ghé được, muốn chạy thử thì cứ thoải mái đi. Đấy, thì của nhà trồng được là cái này. Thì qua chương trình này mình cũng xin cảm ơn, mình nghĩ đây là một cái đồ gì đấy của Gold. Và chắc chắn sẽ, và mình sẽ hẹn một ngày lên sân cùng với bạn mình với chính chiếc xe này. Đây các bạn nhìn ra thành cửa này, đây là phần ốp màng la bằng kim loại, nhìn nó sang cả cái cửa đúng không? Mình sẽ đi tìm cái này. Các vị trí nhớ ghế rồi các phần trim ốp này thì cũng vậy thôi. Nhưng mà mình thích cái màu da này, kể nhưng mà nó phải đậm hơn một chút nữa. Nó đậm hơn một chút nữa. Đậm hơn một chút, kiểu như phong cách của Zanappa sẽ đẹp hơn. Xe về tiện ích mà để có 10 chai nước ở đây, ok, bệ bước. Bước lên. Vô lăng giống hệt Kia Sorento. Ok. Và ở đây thì cái không gian ngồi lái thì đúng là lái của MPV. Chiếc xe này có độ cao của gầm đâu đó khoảng hơn 100, khoảng 171. Hơn 171, khoảng 171 thì thực sự đối với mình là nếu mà một cái xe mà mình đánh giá ở điều kiện Việt Nam ấy thì khoảng 185 đến 195 hoặc 200 là rất phù hợp. Bởi vì đường ở mình thì nó không phải là đường. Ở đây thì bạn có lắp thêm cái hắt kính lái này. Phim này, phim 3M rồi này. Nhưng mà bạn nhớ tẩy các cái 3M này đi. Các bạn dán 3M rất hay quên, không tẩy cái chữ 3M bị nhiều. Lau thì lau rất nhanh. Màng loa kim loại ở đây. Hai màn hình đôi. Thì màn hình này là nó cũng tương tự như chiếc Sorento thôi. Mình cắm thêm cái FK Play cho bạn. Màn hình 12.3. Các cái trải nghiệm thì cũng vậy. Apple CarPlay. Ở đây thì mình, cái màn này thì mình bật luôn cái camera 360 cho các bạn xem. Đấy, nó cũng giống chiếc Sorento nhưng mà bởi vì màn nó to hơn, đây camera đứng bên này. Đó. Cái góc chiếu có đánh lái, đó, có căn làn. Này thì cũng đơn giản thôi. Màn bên này cũng vậy, với các tính năng rất là quen thuộc. Có áp suất lốp này. Đấy. Chiếc xe này thì hơi tiếc nhỉ, không có cảnh báo điểm mù. Không có cảnh báo điểm mù, không có hắt kính lái, hắt kính lái phải lắp thêm. Okay. Các cái tính năng cài đặt thì mình vào menu để cài đặt nó cũng nhanh. Đây. Các cái tiện ích trong này hết nhé. Driver Assistant, Post Land Safety đầy đủ hết. Ok. Chiếc xe này có mấy Drive Mode. Drive Mode đây, bấm vào đây này. Normal, Eco, Sport, Smart đầy đủ hết. Mỗi cái là một giao diện khác nhau. Rồi. Khởi động start. Vô lăng này là cũng chỉnh cơ thôi. Đó. Bật cái làn cửa điện ở đây. Có thể tắt cửa điện đi, điều khiển cửa điện được. Rồi, điều hòa là hai vùng độc lập. Cái này màn này đẹp hơn màn Sorento bởi vì là tất cả là không viền, không có các cái núm ở đây mà thay vì đấy mình điều chỉnh cảm ứng ở đây. Vật ốp này. Ốp này thực ra là mình nghĩ là nếu như cá nhân như mình, một cái màu này mình thích là vẫn là ốp gỗ hơn. Ốp này nó dễ bị bóng. Đây nhựa đen piano. Điều hòa có 3 mức auto nhá. Cái này cũng hay là khi mà có 3 mức auto. Rồi. Độc lập. Rồi. Số núm, cái số này đẹp.
Số này thiết kế đẹp, đẹp thực sự. Mình thích cái núm này. Cái này chỉ cần ốp là thành pha lê nữa thì gọi là cần số pha lê thôi. Số điện tử này, xoay. Đó. P, parking, drive mode, hầu. Những cái này nếu mà chăm một tí thì không ngại xước, thì mình không muốn xước thì mình dán cái PPF vào. Đây thì có sưởi sấy đầy đủ, sưởi vô lăng. Ở trong này thì chắc là mình nghĩ là chỉ ở trong Sài Gòn thì trước sử dụng chức năng là mát nhiều hơn. Còn nếu mà Hà Nội vào những cái ngày đông lạnh giá, hoặc ví dụ đi đâu ấy mà bỗng tay mình rửa nước lạnh gì gì ấy, lên bắt đầu nắm cái vô lăng bật sấy lên là cũng phê lắm đấy. Nó theo điều kiện, cái nào thì mình dùng được thì mình dùng. Nhưng mà đặc biệt là các vị trí để đồ thì rất là good. Đây, cắm cái điện thoại vào đây này. Đấy. Ôi, bạn này có một cái là dùng cái hộp này giống hết mình. Mình rất thích cái vị này. Cái này là của Aeron, vị cà phê. Mình lựa chọn rất nhiều thì cuối cùng chọn này. Mình nghiện cà phê lắm. À, nhưng mà mùi này là mùi vị vani rồi. Đây, mùi vani này. Ai yêu kem vani thì chọn. Cũng hay đấy. Đây thì có sạc không dây nhá. Các cái cốp này thì rất là rộng. Đó. Nhìn chung là các cái khay để đồ thì tương đối là hợp lý. Tuy nhiên bạn mình cũng có chia sẻ rằng một cái là chiếc xe này tại sao mà ngồi ở cái hàng ghế đây này, tại sao nó lại bị chật hơn cái Sedona đời trước, mặc dù là kích thước tổng thể trục những nới dài ra, form xe dài ra, rộng ra, nhưng mình nghĩ đấy là do thiết kế của cái mặt táp lô này, khi mà nó hơi vồng về phía người ngồi. Đúng là cũng phải thay nốt cái màng loa kim loại này nếu có. Nhìn cái xe nó sang, nó sang cả cái con người lên đấy. Nói chung là cái nghề làm đẹp xe cũng nhiều lắm. Trên này thì cái này là đèn không phải cảm ứng mà bấm hết cửa trước, cửa sau này, đấy, cửa trời này. Đó. Cái cửa sổ trời này khi dùng thì mình cũng cẩn thận một chút, là hình như cái này cũng dán phim hết rồi. Đấy, rất cẩn thận. Mình cũng vậy, đã không dán thì không bao giờ dùng xốp, phải dùng phim. Một chiếc xe tiền tỷ, mình phải dán những cái gì, thêm những cái gì nó thực sự là đẳng cấp và nó phù hợp, bởi vì dùng cho mình mà. Ok, bây giờ mình xin phép chạy một chút. Trước này lại không có để kính, đấy là lý do tại sao mình phải luôn dắt trong bên này. Mất đến một cái thì không tiếc, nhưng mà mất đến hai ba cái thì cũng tiếc lắm. Nhưng lý do là thôi thì mình cứ phải để này. Xem con cam 360 này đi. Ốc tiến chị vậy cũng nét đấy, nói chung cam của xe Hàn ok. Thực ra thì quan điểm của mình ấy, chưa biết nó chạy như thế nào, nhưng mà ngồi lên chiếc xe là phải rộng rồi đó. Các bạn nhìn nào, cá nhân như mình thì mình đang đi một chiếc Sorento, thế cho nên lên chiếc xe này cái size nó cũng to hơn, thế cho nên mình cảm nhận được cái sự rộng đã. Lái thì là lái điện cho nên là nó nhẹ, lái điện, nhưng mà bạn cũng không nên kỳ vọng quá vào cái việc từng cái drive mode đấy mang lại cho một cái trải nghiệm khác nhau, bởi vì dù sao nó cũng là chiếc xe Hàn, và nên nhớ rằng giá nó là hơn 1.8 tỷ. Hơn 1.8 tỷ ở đây không có nghĩa là cái bản này nó khác nhiều so với cái bản 2.2 Smart Stream Signature, mà cái lý do là do cái mức thuế áp dụng cho cái dung tích động cơ máy trên 3 chấm nó cao hơn nhiều so với dưới 3 chấm. Thế với câu chuyện là lấy 570 ở mình nó lên tới 9-10 tỷ chứ. Nói chung xe Hàn thì mình ngồi vào trong kho xe ấy, là mình cảm nhận được cái gì nó có cái gì đấy nó hiện đại. Còn chán hay không sau một thời gian sử dụng thì nó phải tùy từng người. Nhu cầu, ví dụ bỗng dưng 100 tỷ nó rơi vào đầu thì thôi chán luôn, mua ngay một con kiểu như là V rồi là những chiếc xe gọi là to hơn, đẹp hơn nữa, hoặc thậm chí những chiếc xe kiểu Mỹ Escalade hay là Navigator kiểu vậy. Nhưng mà dù sao thì với một cái tầm giá thì mình nghĩ rằng là rất cũng ok. Đó, các bạn nhìn này, đấy, những cái vân này, những cái này nhá. Mặc dù là nhựa thôi nhưng làm giả vân ra thì nó cũng mịn màng chứ nó cũng không thô. Hay là mình thích cái cửa gió điều hòa, cái khe gió này hơn trên cả cái Sorento, bởi vì Sorento nhìn nó rắc rối ở phần này. Thiết kế kiểu này đẹp hơn. Duy nhất mình có chia sẻ rồi, cái này nó phải là không nên làm vân như này, nên làm đơn giản hơn thôi. Cái này nó hơi bị Hàn Quốc, nó hơi bị Upa. Thì đối với những chiếc xe như thế này, cái tầm nhìn thứ rất là ok. Trụ chữ A này đấy, khoét thêm cái lỗ này thì mình nhìn nó dễ, mặc dù trụ nó không nhỏ, gương để lùi ra phía sau. Về cái độ cách âm thì thực ra như này, một cái xe công nghệ như này đúng không ạ, nó rất là nhiều thứ rồi, nên suy ra nó không thể đắp một cái gầm như một chiếc xe Đức được, nên mình cũng phải chấp nhận một cái điều như thế. Và chính là những cái dòng như này thì mình lại hay tư vấn là nên đi phủ gầm. Còn lên đến những cái dòng mẹc, dòng
BMW, thậm chí là chiếc VinFast gầm nó kín bưng ấy thì thôi, phụ làm gì. Nhưng mà chiếc xe này thì rất nên cân nhắc. Nó không phải là giảm cái phần ồn đi, mà quan trọng là bạn kích lên bạn nhìn cái hầm, cái gầm nó trống toác ra ở dưới. Thế thì bạn phải thế, thêm nhìn cho nó đỡ sót. Dù sao nó cũng có một cái tác dụng nhất định. Cái thứ hai là cái chi phí nó cũng chỉ rơi vào khoảng 3 triệu mấy đến 4 triệu thì nó cũng là hợp lý. Nói thật ra là vậy. Cái đấy là một cái món mà mình thích thì mình làm. Rồi bây giờ quay lại cái quan trọng nữa, cái phần động cơ. Mình không kỳ vọng chiếc xe này nó sẽ lái kiểu như chắc chắn, kiểu như xe châu Âu hoặc xe thể thao được. Cái thứ hai là cái máy của nó 3.6, cái moment của nó thì cũng vừa phải, 331. Chính vì cái cơ hội để tăng giật lên là sẽ không có. Nhưng nó có một cái điều là như thế này, với một cái xe mà xác to như thế này lại không có cấu hình all-wheel drive mà là chạy cầu trước không thôi. Đó, mà khi bạn chạy hai như này, rõ ràng bạn không chạy bốn như này, nó sẽ đều, đúng không? Và nó sẽ cảm giác nó bám hơn. Cái thứ hai là mình cũng có hỏi ý kiến của chia sẻ từ phía bạn là nói là chạy ở cao tốc thì cái lái này nó ví dụ khoảng lên 101 gì đấy thì cái lái này nó lại không đầm. Trong người ta muốn là ở cái tốc độ đấy cái lái nó phải đầm hơn. Đây đang nói có Sedona phía trước này. Nó rõ ràng là nhìn hai chiếc xe có sự cái độ đẹp trai nó khác hoàn toàn, đúng không? Chỉ là phải đẹp trong mắt đã. Trong Sài Gòn thì Sedona dùng rất là nhiều. Mình bao giờ cũng đánh giá rất cao người Sài Gòn với cái gu và cái cách chơi. Kể cả đi các chuyến hành trình caravan cũng vậy. Rất là hay. Có một cái là quay trở lại cái câu chuyện là khả năng lái, khả năng chạy trên cao tốc so với một chiếc Sorento. Thì bởi vì là sao? Chiếc xe này, cái form xe nó đã to hơn rồi, trục cơ sở dài hơn, chiều dài tổng thể, chiều rộng vân vân, mọi thứ nó đều rộng hơn. Tuy nhiên, xét cho cùng thì nó vẫn dùng là cái lốp là 235-55R19, không khác gì chiếc Sorento cả. Chính vì vậy là để mà nói về cái hiệu năng thì sẽ khó, tuy nhiên về công năng thì nó lại hơn rất là nhiều. Quan trọng là chiếc xe như này đánh giá công năng. Tuy nhiên, mình thì mình vẫn muốn là chiếc xe này nó phải có cái cảm nhận cái vô lăng này này, nó phải chắc chắn hơn nữa. Cũng đúng như cái chia sẻ của bạn. Ủa, lại một chiếc xe size to như này, vô lăng nó nên đầm, nên đầm hơn một chút, nên đầm thắm hơn một chút. Đó, thì nó vẫn có một cái độ trễ nhất định. Nhưng khi mà khoảng 60 trở lên rồi thì nó lại vút rất nhanh. Đó. Nhìn chung là hôm nay thì mình cũng chỉ có cơ hội cầm lái chiếc xe này ở đi trong phố. Còn cái vấn đề đi đường dài như thế nào cùng với cả một cái gia đình đi trên đường dài như thế nào thì có lẽ là mình sẽ hẹn quý vị và các bạn trong những cái chương trình tiếp theo khi mà mình gạ được các những người chủ sở hữu lên chia sẻ. Nhưng mà ý kiến quan điểm cá nhân của mình thì là như thế này, cái lợi thế nhất là cái cấu hình và cái vị trí ngồi cũng như là cái không gian chứa đồ cũng như cái tiện ích và tất cả những cái trang bị tiện ích như thế này thì nó mang lại rất là good. Và đặc biệt là trên Sorento sử dụng cái hệ thống Adaptive Cruise Control. Đây, các bạn bấm nó dùng luôn. Và cái này là xin lỗi, cái Carnivan nó cũng có Adaptive Cruise Control. Đó, cái này thì mình đánh giá rất là cao khi mà nó dùng cái mắt radar thông minh ở đây cộng với cảm biến đọc về trước và nó hoạt động rất là nhạy, nó rất là tốt. Full cũng là full công nghệ rồi, lại thiếu mỗi cảnh báo điểm mù nhưng lại camera lại có luôn trong này. Cái cam này thì mình nghĩ là hơi thừa, đổi cái này thành mình cảnh báo điểm mù là mình thích hơn. Ok, nhìn chung nếu là mình thì mình có tiền thì mình cũng chọn. Nhưng mà mình sẽ chọn cái máy dầu, bởi vì mình chạy quen máy dầu rồi. Nhưng mà đây là cái sở thích thôi. Nhưng nếu mà có rất nhiều tiền thì mình cũng chả tội gì mà không chạy máy xăng cả. Cái máy này thì nếu mà bạn chạy đường cao tốc thì nó khoảng 8.7 đến 9 lít. Đấy là đường có đường từ đây đi Hà Nội, Hồ Chí Minh, chạy qua nhiều đường đi tỉnh và lên đến Đà Lạt. Còn nếu mình nghĩ chạy cao tốc thì nó loanh quanh 7.5 lít, 8 lít. Nhưng mà đi trong đường phố một cái máy 3.5 như thế này thì nó cũng rơi vào khoảng phải 14, 15, 16 lít tùy từng cái điều kiện. Vì là đường phố của chúng ta thì chúng ta dừng nhiều hơn là đi, bò nhiều hơn là đi, chính xác là như vậy. Và cái máy là cái máy V6 này nó tới 6 máy liền, cho nên cái cơ hội nó được thể phô diễn cái công năng, cái giải công suất, cái hiệu quả của nó cũng không có. Chính vì vậy là đấy, bạn sinh ra để chạy P4 nhưng buộc là bạn phải chạy P7 thì bạn là một người chạy hoặc bạn là một người gì đấy, bạn sẽ cảm nhận được cái sự khó chịu. Nhưng ngược lại một chiếc xe cái nền tảng nó chỉ có chạy được 7 nhưng ép nó chạy lên 4 thì nó cũng rất là khó. Cho nên mỗi chiếc xe nó theo một cái giá thành, theo một cái mức chi phí và nó sẽ được như vậy.